shows. Shows. Từ này là gì? Skin phải không? Đúng rồi. Từ này là gì? T-skin. Từ này là skin. Từ này là t-shirt. T-shirt là áo thun. Từ này là gì? Shoe. Shoe. Place. Four. Four. There is. Door. Scar. Scar. Mấy đây còn không? Mấy đây còn một mấy từ nè. Đó là gì? Dress. Đúng rồi, dress. Đó là gì? Từ này là, từ bên này là t-shirt. Còn từ bên này là gì? Shirt. Không có cái chữ tờ. Đúng bên kia, bên đây nè, từ bên này là đọc là t-shirt. Còn bên này không có chữ tờ thì đọc là shirt. Cost. Cost. This is my pen. This is my pen. Okay. Bây giờ con biết nha. Con biết xong chưa? Hiểu đi. Biết rồi, nó đọc là gì chưa?
Mình xuống đây, xuống đây. Ok. Bình ơi, có khăn cho con. Có khăn chưa? Đem về bạn, đem đây đi mẹ nào. Con đi vô pha cho em hai bình sữa ấm nhé. Để mẹ bấm hai đứa nè. Trời ơi, mẹ quét xong ở bên ngoài trời lạnh nên mẹ mặc áo này mà hai đứa đi chui nhau đi tắm. Rồi 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 rồi, đúng rồi, mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Rồi, con ơi, cô đi xuống đây. Đấy, ướt hết đồ mẹ rồi nè. Đi qua đây mẹ làm cho nha. Mai mẹ tắm nước ấm ấy. Nào, đi qua đây. Đấy, mẹ ấm hết đi. Con nói ôi hết sữa seri rồi. Ôi hết sữa seri rồi. Bây giờ mình phải đi lấy bình sữa cho mon mới được. Tự nhiên lại rủ nhau đi tắm thế này hả? Nè, đưa mày lau cho mon nhé. Bây ngồi yên nè, đi vào đây. Rồi, đưa mày tắm, mày lau cho khô để cho nó lạnh nha. Coi chừng nó bị cảm lạnh đấy. Thấy chưa? May mà cô Vi cũng biết đường mở nước ấm để tắm cho em ấy. Không, em còn nhỏ là em bị cảm lạnh là dễ ốm lắm đấy. Đó, đồ của Vi với con này nè. Ồ, đưa đây mẹ, mẹ cảm ơn nhiều nhá. Các con chuẩn bị sữa cho em xong chưa? Dạ. Các con được mang ra sữa ra chỗ hơi cái ghế sofa đi, tí nữa mẹ ẵm em ra nhá. Dạ. Rồi, nhỏ là mẹ cảm ơn nha. Rồi, bây giờ nằm xuống đây mẹ mặc đồ nha. Đi nằm xuống đây. Dạ. Thôi sữa cô Vi cũng ngủ lên rồi, bây giờ mình lấy nước cho cô Vi. Cho chị cô Vi nha. Chết rồi, mẹ mua cái biển này cho chị cô Vi là to rồi. Mẹ Vi ngồi yên con. Mà không treo chị cô Vi nào. Mà ngồi yên nhé. Mà mình treo con, mình treo con, mẹ biết rồi. Rồi 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 rồi. Mà
Nhanh nha, nhanh đi ra uống sữa với anh Bình nè. Anh Bình pha sữa rồi nè. Cô đứng lên đi hai chân. Đứng đây là cái vùng nha. Rồi ok. Đây nào. Rồi hai chị em sạch sẽ rồi. Giờ ra uống sữa nha. Không có nghịch gì nữa hết nha cha. Ra uống sữa rồi chơi với anh Bình. May mà cả anh Bình thấy hết chứ không là ngâm trong đó là uống luôn đấy. Rồi đi ra đây. Đi. Đi thôi. Bây giờ con cho Mon uống sữa cho mẹ với, để mẹ cho cô Vi uống nha. Này con ẵm cho em đi. Của Mon đây, của cô Vi đây. Mon uống rồi, cho Mon. Sữa anh Bình pha đấy, sữa ấm đấy. Anh Bình giỏi quá trời giỏi luôn, hôm nay anh Bình lớn lắm rồi á. Con pha bằng sữa Versari á phải không? Dạ. Mon uống giỏi rồi nè. Ôi Mon uống sắp hết rồi. Ngon không Mon? Chắc là ngon. Chắc là ngon. Cô nâng ca ca lên cho em nha. Cô Vi uống hết rồi nè. Các em đi tắm lạnh vô mà có một ly sữa ấm uống này thì sẽ rất là khỏe đấy. Rồi được rồi, hết rồi. Đây này, mình ôm. Bây giờ đợi Mon nha, đợi Mon xong rồi chơi với anh Bình nha. Ngon không cô Vi? Ngon chứ, ngon nhất. Con cảm ơn anh Bình đi. Cảm ơn anh Bình đi.